Lan Thiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân thương. Thưa quý vị, hôm nay Lan Thiện đến thăm anh Tám Sang, ấp Bồ Sang, hội thiện nguyện BDS. Chắc chắn rằng cái tên hội thiện nguyện BDS của anh Tám Sang không xa lạ gì với tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước trong suốt nhiều năm qua, đặc biệt nhất là cái thời điểm mà Sài Gòn đắm chìm trong đại dịch Covid. Và hôm nay anh Tám Sang đã nhận lời gặp Lê Hân Thiện tại cái nơi từng là cái điểm mà làm từ thiện của anh. Quý vị thấy trước mặt quý vị là hình ảnh một người đàn ông theo đạo tu hành. Anh đang bên cạnh những cái chiếc bình oxy, chào anh. Đây anh Tám của chúng ta, một phải nói là một thần tượng của Lê Hân Thiện, một người anh, người thầy đáng kính, để cho Lê Hân Thiện và tất cả những anh em YouTube làm thiện nguyện luôn luôn học hỏi và xem đây là một cái tấm gương để mình noi theo trên bước đường làm công việc của mình. Anh khỏe ha anh Tám? Khỏe Thiện ơi. Dạ. Ừ, hôm giờ mấy anh em sao rồi? Dạ, tụi em thì dịch bệnh thì cũng làm trong cái sức mình là cũng không có được như anh mà làm mà phải nói là em luôn luôn theo dõi những cái công việc của anh, không chỉ là để em học hỏi mà còn để tận mắt chứng kiến những cái hình ảnh phải nói là vô cùng thân thương và đầy ấp tình người. Dạ thì hôm nay thì tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn nó cũng đang diễn ra trong chiều hướng tích cực, nhưng mà em thấy anh vẫn còn tất bật với cái đội ngũ của mình, cụ thể là phía sau lưng mà em đang gặp anh đây là hàng trăm bình oxy. Anh Tám có thể chia sẻ với em, với quý vị khán giả biết những cái công việc của anh từng làm trong thời điểm dịch bệnh dữ dội của Sài Gòn và đến hôm nay nó diễn ra như thế nào thưa anh? Trước tiên thì cho Tám Sang gửi lời chúc sức khỏe đến Thiện cũng như là anh em ơi kiếp, và gửi lời chúc sức khỏe đến cho tất cả quý vị khán giả. Rồi thật ra trong cái trận đại dịch Covid này á, nó đã lấy đi quá nhiều nước mắt của người dân Sài Gòn mình rồi, đặc biệt cũng cả nước nữa. Rồi trong cái đợt dịch thứ tư đợt rồi á, thì chính Sang cũng là với lại mấy anh em, và mấy anh em là hơn 180 ngày chinh chiến cho tới ngày hôm nay. Rồi dịch thì nó tạm ổn, nhưng mà con cái là trong những ngày qua thì nó lại phức tạp hơn nữa. Thì cái chiều hướng nó mỗi ngày mỗi tăng, cũng như là cái việc mà Sang đã trong những ngày qua đã hỗ trợ tiếp tục về cái vấn đề mà những ca F0 á, về oxy rồi tử vong, thì thật sự đó là cũng là đáng báo động để cho mọi người dân chúng ta hãy gắng cố gắng gìn giữ sức khỏe của mình là trên hết. Thì gắng cố gắng giữ được cái 5K, thì sát khuẩn, đeo khẩu trang thường xuyên, và đảm bảo được cái sức khỏe cho mình bằng cách ăn uống đầy đủ. Rồi mỗi ngày mình phải có một cái khung giờ về cái vấn đề mà tắm nắng, rồi cái sinh hoạt mình cũng phải thay đổi. Thay đổi ở đây là cái cách ăn uống, làm sao mà đảm bảo được trong cái cơ thể của mình có được cái sức đề kháng mạnh thì mình sẽ đỡ đi phần nào. Và điều đặc biệt là cái điều mà chích vaccine. Thì chích vaccine ở đây nếu như mà tất cả mọi người mình chích được 2 mũi thì khi mà mình bị F0 thì cái tỷ lệ mà tử vong nó rất là thấp. Thì nói gì nói, theo cái nguyên lý khoa học chứng minh rõ ràng thì cái việc mà mình đã tiêm chủng vaccine thì nếu như mình bị Covid thì cái tỷ lệ nặng nó hiếm lắm, thật sự là nó hiếm đó. Thì cho nên thì nữ mình gắng cố gắng chích vaccine, thay đổi cách sống của mình, cách sống là ăn uống sinh hoạt hàng ngày đó, ăn cái gì để cho nó tăng cái sức đề kháng, tăng cái hệ miễn dịch. Nói gì nói, trên cơ thể của chúng ta mỗi một người là đã có cái viên cốt đề kháng và hệ thống miễn dịch nó có sẵn trong cơ thể của chúng ta từ xa xưa tới giờ, mà nó mạnh hơn bất kỳ một cái viên thuốc nào, và cũng như là giỏi hơn bất kỳ bác sĩ nào. Cho nên nó việc mà mình thay đổi cái cách ăn uống rồi để mình đảm bảo được tăng được cái sức đề kháng dinh dưỡng cho mình thì nó cũng hỗ trợ được cái phần nào rất là tốt. Và điều đặc biệt trong cái vấn đề mà bệnh dịch Covid, Sang khuyến cáo cả nhà mình đó là không được hoang mang. Khi mà ai mà bị mắc bệnh, hết sức là bình tĩnh, mình kiểm tra
về cái nồng độ SpO2 cũng như là kiểm tra về phân nhiệt. Sau đó thì mình tính toán cái việc mà mình gọi tới mà nhờ hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về oxy cấp cứu như mấy bình oxy của Sen đây đó. Thì tại sao mà ở đây là Sen lại có những cái bình lớn, lại có những cái bình nhỏ? Thì bình nhỏ thì nó cơ động để mà những cái ngõ ngách nào mình đem vô cấp cứu nhanh cho tay thì đó là thở tạm thời đó. Còn ở những cái trường hợp mà nào mà nó nặng á, nồng độ SpO2 mà nó thấp lên thì buộc phải thở những cái chai lớn này, nó mới kịp thời cứu chữa cho người ta. Cho nên đó là trong cái thời gian qua thì nếu tính hai tuần lễ đổ lên là mỗi ngày cái tỷ lệ nó tăng rất là cao, tỷ lệ nó tăng ở đây là ở trong cộng đồng có rất là nhiều bà con mình là cũng là chủ quan cho nên bị mắc lại đó. Thì khi mà mắc lại thì Sang cũng có một cái chương trình bác sĩ của F0 hỗ trợ oxy cấp cứu, rồi có bác sĩ gọi vô 24/24 để tư vấn cho bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân một cách cụ thể để mình vượt qua cái giai đoạn khó thở, sau đó cung cấp thuốc đến tận nhà cho bà con. Rồi cái chương trình mà Sang cũng đang làm, rồi mong bà con mình hãy gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe cho nó tốt hơn. Trong cái đợt dịch này thì Sang nghĩ còn 2 tháng nữa thôi, bà con mình hãy gắng cố gắng để mình giữ được cái sức khỏe cho mình, thì đảm bảo được duy trì được cái mọi cái hoạt động kinh tế của mình. Còn nếu như mà tình hình mà nó căng quá thì Sang cũng lại lo, thì Sang đã chứng kiến quá nhiều cung bậc cảm xúc, sự mất mát đó, những cái giọt nước mắt mà họ được cứu sống thì những cái giọt nước mắt đó thật sự rất là hạnh phúc. Còn những cái giọt nước mắt mà đến mà mình cứu không kịp cho gia đình của những nạn nhân Covid, thực sự đó mình rất là buồn, mấy anh em đau lắm. Thậm chí nhiều khi đi còn cứu không được cái ca đó, mấy anh em khóc luôn đó. Cho nên thì ở trong cái thời gian qua cái số lượng mà tử vong nó quá nhiều, những cái hình ảnh nó Sang ít khi nào mà đưa lên, chính bản thân Sang cũng vậy, như là mấy anh em đi gom xác cả Sài Gòn mà không dám mà đưa lên. Mình đưa lên sợ cái thông tin đó người dân họ sẽ bị hoang mang, cho nên âm thầm làm với lại bên đội, với lại ban ngành để mà hỗ trợ bà con 24/24. Còn cái chương trình mà bác sĩ của F0 phục vụ 24/24 có các bác sĩ tư vấn thuốc men nội này, nãy giờ sẽ nói thì cái chương trình đó là hầu như là phục vụ 22 quận huyện, thì kể cả thành phố Thủ Đức luôn đó. Thì Sang rất mong mọi người hãy đảm bảo sức khỏe cho mình trong cái con virus mới này hết sức là tàn phá. Thì cái con chủng loại mới này nó mạnh gấp 500 lần của con SARS-CoV-2, cho nên là chúng ta không nên chủ quan. Nếu như mong rằng cái con virus này nó đừng có vô Việt Nam chúng ta, thì cái độ mà biến thể của nó đột biến đó, nó nhanh gấp 500 lần thì thử ra nó cái sức tàn phá nó khủng khiếp. Đây là cái trận chiến mà kẻ thù của chúng ta không thể nào chúng ta thấy được, nó là vô hình. Cho nên là cầu nguyện tất cả mọi người luôn được bình an. Vì chúng ta có được cái sức khỏe, sự bình an á, thì nó có được hết tất cả. Sự bình an và sức khỏe này không có cái gì mà mua được. Cho nên là Sang chỉ cầu nguyện mọi thứ được bình an, bà con mình bình an, người dân Việt Nam mình bình an, cả thế giới này bình an là vui lắm rồi. Dạ thưa anh Tám, thì suốt gần 200 ngày len lỏi khắp ngõ ngách của Sài Gòn, thậm chí đến các tỉnh luôn, của anh và những người cộng sự có trái tim vô cùng nồng ấm, thì như anh vừa chia sẻ đã có những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc khi mà giành giật lại tử thần từ những người đang bệnh nặng vì Covid, và cũng đã có những giọt nước mắt đau lòng khi không thể nào mà cứu được đồng bào mình. Vậy thì anh có thể chia sẻ hai kỷ niệm về giọt nước mắt hạnh phúc và giọt nước mắt đau lòng không thưa anh, mà anh đặc biệt ấn tượng nhất trong gần 200 ngày anh làm công việc này ạ? Thật sự ra đối với Sang á, thì cái việc mà những cái giọt nước mắt mà nhiều cái cung bậc cảm xúc hầu như không có một cái nào gọi là hình ảnh mà để mình ấn tượng, còn là những cái hình ảnh đau thương rất nhiều hoàn cảnh mà thậm chí mình hỗ trợ thuốc men cho bà con gần 10.000 người mà vượt qua khỏi cái cơn nguy kịch, thì nó rất nhiều cung bậc cảm xúc. Là như thí dụ giờ mình chạy tới nơi đó
mình chạy tới nơi nó rồi mình hỗ trợ oxy cho bà con. Thì mình kiểm tra cái nồng độ SpO2 của họ, mình thấy là nguy kịch rồi. Mình chụp oxy vô gấp, rồi sau đó mình nhanh chóng di chuyển cái bệnh nhân, dù bệnh nhân đó bệnh nặng hay đi đứng không được, người nhà họ sợ hãi, họ không dám lại gần. Mình cũng gắng cố gắng cõng người bệnh nhân đó trên người, mình không có sợ về cái Covid, mình chỉ cầu mong để cứu người. Và sau đó mình dắt những cái bệnh nhân đó mà chạy từ trên lầu chạy xuống dưới đất, rồi bỏ lên xe cứu thương vô tới bệnh viện, rồi mình hối thúc bác sĩ để mà sơ cấp cứu cho cái ca đó gấp. Thì cuối cùng cái ca đó như vậy đã thành công, họ đã sống được. Thật sự đó, lúc đó là nhiều cái khoảnh khắc cung bậc đó. Thì chính Sang đứng đó với lại các bác sĩ nói Sang ơi, ca này xong rồi đó. Nói chung là không còn cái tín hiệu gì hết trơn luôn. Kiểm tra trên tim mạch độ này đứng hết trơn, thì mình chỉ còn đứng mà mình rớt nước mắt, mình cầm hai cái giò của bệnh nhân, mình cầu nguyện trong lòng anh hãy phải tỉnh dậy, hoặc là cô phải tỉnh dậy, gắng cố gắng. Trong cái sự cố gắng đó, bác sĩ cũng đã tiêm thuốc, chứng kiến trước mắt luôn, tiêm thuốc mà họ cũng không có cái dấu hiệu gì. Mình gắng năn nỉ bác sĩ tiêm thêm một mũi nữa, kích nữa lên như thế nào, tiêm nước cuộc tiêm mũi thứ hai, rồi lớp nào nắm giò mình cầu nguyện. Từ một lát nữa cái tín hiệu nó đã có lên rồi, thì rốt cuộc cái bệnh nhân đó được cứu sống. Thật sự đó, những cái cảm xúc đó là rất là nhiều cái giọt nước mắt, mình không còn nước mắt để mà khóc. Còn ở những cái trường hợp mà mình đến rồi, khi mà đến rồi người nhà báo chỉ chạy vô mà ôm cái bình oxy, giá cái bình oxy nó nặng trên vai, mà mình thấy cái bệnh nhân như vậy mình gán chạy một mạng để làm sao mình lắp oxy vô nhanh nhất có thể để đưa bà con. Mà khi mà đến rồi mình chuẩn bị ráp vô rồi đó, chụp oxy là họ ngất ngất mấy cái họ đi luôn. Lúc đó mình cũng đổ quỵ luôn, là họ mất ra đi nhiều cái, thật sự nó nhiều cái đau thương. Thậm chí mình đưa cái bệnh nhân đó trên xe, mình ngồi ở đằng trước mà họ ở đằng sau, người nhà cứ hối thúc chạy nhanh đi chú, chạy nhanh đi chú, mình chạy thục mạng luôn. Mà tới bệnh viện, người nhà chắp tay quỳ lại với lại bệnh viện để mà xin cầu cứu. Và mà khi lúc đó để mà bệnh viện lúc thời điểm nó đông lắm, đông không thể nào mà chúng ta nó chạy được. Bệnh nhân nằm ra ngoài, Sang phải chạy vô để mà làm sao có đủ thủ tục. Để khi mà chạy vô á, ở ngoài này bệnh nhân đã tử vong ngay trên xe. Mình chạy ngược trở ra, đi với y tá với bác sĩ chạy ngược trở ra để tiếp nhận ca đó, là ra đó là họ đứng chồng tử. Đau lắm, người dân Sài Gòn mình, đồng bào mình trong cái trận này không biết mà mình dùng cái lời nào để mà nói hết được. Thưa anh, em liên tục thường xuyên xem những video trong thời điểm mà anh và những người cộng sự của mình chạy đua với tử thần để cứu lấy từng sinh mạng của con người trong thời điểm dịch bệnh diễn ra nặng nề. Và hôm nay đây, được nghe chính anh kể lại những cái thời khắc đó, em càng cảm phục và kính trọng những cái việc làm thầm lặng mà vô cùng thiêng liêng của anh và những người cộng sự. Em đã từng chứng kiến cảnh anh mặc áo, khoác bộ áo tu hành. Lúc đó em đã có một sự ngưỡng mộ và kính trọng anh. Nhưng với những việc gì anh đang làm, đã làm và tiếp tục làm sắp tới nữa, là khiến em nghĩ rằng anh không chỉ đã khoác lên người một bộ áo của nhà tu hành, mà chính trong trái tim anh đã có Đức Phật ngự trị trong đó. Đó là những gì mà em nói bằng cái tấm lòng của em trước cái nghĩa tình, cái lòng ngưỡng mộ của em đối với một người anh. Và trên hết là anh làm một việc thiện nguyện, và phải nói là em học hỏi suốt cả đời cũng chưa chắc gì mà em có thể học hết được. Thưa anh Sang, thì chắc chắn rằng khi video của em lên thì rất là nhiều khán giả cũng đang trong cái hoàn cảnh là gia đình có người thân hoặc chính bản thân họ đang phải là F0. Thì nếu như mà mọi người cần cái sự hỗ trợ của anh thì họ sẽ bằng cách nào, thưa anh Tám? Hiện tại bây giờ là thứ nhất là Sang đang chiều nay có một cái buổi live stream. Tại vì Sang đang tổ chức cái chương trình về tâm lý hậu Covid. Thì Sang có mời thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm về để mà cùng bỏ một tầng phát sóng một lần trên kênh YouTube của anh. Thì để mà hướng dẫn bà con chuẩn bị tâm lý, cũng như là cái cách mà mình bị mắc phải Covid, mình cần phải làm gì, mình chuẩn bị gì ở nơi nhà,
ở gia đình mình. Thì trong đó thì có cái chương trình mà bác sĩ của F0, thì bác sĩ của F0 ở đây là cái chương trình này là vừa tư vấn cho bệnh nhân, đánh giá cái tình hình bệnh nhân nặng hay nhẹ, dựa trên đó thì bắt đầu mới điều phối ra các tình nguyện viên để mà hỗ trợ thuốc men, oxy cấp cứu cho bà con. Thì thông qua cái số tổng đài là 1900 969632, và cái số tổng đài thứ hai nữa là 028 999 88 678. Thì hai cái số này đã phục vụ cho bà con trong cái trận Covid mà nặng nề nhất là bùng phát lần thứ tư. Sau hậu Covid rồi ở chương trình đã đóng lại, mà trong cái thời gian hai tuần qua là nó nhiều lên lại, cho nên chương trình này khởi động lại, được phục vụ bởi 24/7, có các bác sĩ ở các bệnh viện đang điều trị Covid tham gia chung cùng với chương trình này để hướng dẫn và tư vấn cho bà con cách điều trị bệnh thông qua hai số điện thoại đó. Bây giờ nếu mà nói mà sang hướng dẫn ở đây nó mất cái thời lượng của quý vị khán giả, nó dài lắm. Dạ. Kính thưa quý vị, anh Sang, Apple Sang, thông tin rất là đầy đủ trên kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS. Quý vị hãy vào kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS, chắc chắn quý vị sẽ có nhiều đầy đủ thông tin nhất, cũng như những cái mối liên hệ nhanh nhất khi cần đến. Một lần nữa Lan Thiện xin nhắc lại, quý vị hãy vào kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS của anh Tám Sang, và quý vị hãy đăng ký kênh, và quý vị sẽ theo dõi, và những gì mà cần nhất sẽ có đầy đủ trong kênh YouTube của anh Tám Sang. Thưa anh Tám, hồi nãy em đến đây thì em rất là vui khi thấy mình đến 6 chiếc xe cứu thương, mà hình ảnh những cái chiếc xe cứu thương có hình anh Tám Sang trong cái trang phục của người Tây Nguyên, nó đã quá quen thuộc với người dân Sài Gòn, nhất là thời điểm mà Sài Gòn vắng vẻ đến kinh ngạc trong những ngày mà giãn cách xã hội. Những cái tiếng còi hú thương nó chạy rền vang trên phố, và không ít lần người ta chứng kiến những cái chiếc xe của mình chạy trên đường thì cái hình ảnh đó rất là quen thuộc. Và em cũng rất vui khi mà biết được rằng hiện giờ là mình có đến 6 chiếc xe cứu thương, để mà cơ hội cứu người nó còn nhân lên rất là nhiều. Thì anh Tám có thể thông tin thêm về những cái chiếc xe đầy ấp cái tình thương này không ạ? Thật sự ra cái 6 cái chương trình mà những chuyến xe không đồng để hỗ trợ bà con, rồi Sang đã khởi xướng cái chương trình này hồi năm vừa rồi. Thì cái chiếc xe đầu tiên là chính tiền túi của Sang mua, rồi cái đó là 5 chiếc sau là tiền sự đóng góp của cô chú anh chị mình quân kiều bào hải ngoại cũng như là trong nước, để hỗ trợ thêm 5 chiếc. Trong đợt dịch vừa qua, bà con cô bác đã gửi tặng Sang thêm xe cứu thương nữa, mà Sang không dám nhận. Lý do là Sang không dám nhận là sợ sức mình làm không sẽ, rồi mình phải quản lý, rồi chăm sóc xe, sửa chữa, bảo trì hàng tháng, phát lương cho tài xế. Tình vì tất cả mấy tình nguyện viên và tài xế, họ cũng là mấy anh em lao động, cho nên mình thử ra, họ phải cần có cuộc sống duy trì lâu dài. Rồi bên cạnh đó thì Sang không phải là làm cái việc này không, mà Sang phải đào tạo cho mấy anh em tình nguyện viên những cái kỹ năng sơ cấp cứu người trong cái vấn đề Covid. Thì tối thiểu thì Sang cũng đã có cái kinh nghiệm này rồi đó. Thì cái việc mà xe cứu thương vận hành thì cần cái chi phí hàng tháng để mà cho cái việc mà phát lương, rồi đổ dầu, rồi tiền ăn, tiền uống, hoạt động điện thoại, đồ bảo hộ cho mấy anh em tình nguyện viên. Mình cần phải bảo hộ cho mình nó an toàn, rồi mình mới giúp được cho người ta mới được lâu dài. Và nếu mà mình không bị bệnh thì mình mới giúp cho người khác, mà mình không có lây bệnh cho những người khác. Cho nên cái vấn đề mặc đồ bảo hộ nó cực kỳ là quan trọng. Quan trọng ở đây là mình phải dùng những cái bộ đồ bảo hộ cao cấp, mà từ ở mức độ level 3 đổ lên cho tới 4. Thì mấy cái bộ đồ này nó rất là đắt tiền. Còn nếu như mà bây giờ nhận thêm thì Sang không có đủ khả năng để chi tiêu. Vì tất cả mọi cái hoạt động của Sang là bây giờ Sang bỏ bằng chính đồng tiền túi của mình để duy trì cái hoạt động này. Sang không có nhận tiền quyên góp của ai. Thì Sang đã làm bằng cái đồng tiền YouTube của mình, với lại tiền của mình buôn bán, mình dình dụm để mình đổ vô, mình có được bao nhiêu thì mình giúp bà con bấy nhiêu. Thì có nhiều mình giúp nhiều, có ít thì mình giúp ít. Nhưng mà bình quân thì cái tháng 11 này nói chung nó đỡ hơn mấy tháng kia. Tháng riêng tháng 11 này mình đã chi hơn 600 triệu đồng
và để mà lo cho cái hoạt động này. Mình không nhận bất kỳ của sự đóng góp của ai. Ở đây không phải là xem thường cái sự chia sẻ yêu thương của cô chú anh chị thì bỏ ấy mà ngoại sang luôn tri ân cái điều này. Nhưng mà trong cái thời gian qua thì Sang cũng không có muốn nói về cái vấn đề này. Thì Sang gắng cố gắng Sang làm bằng cái tiền túi của mình để chấm những cái việc mà nó không hay. Thực ra cái việc làm thiện nguyện này thì tùy nơi, tùy người, tùy chỗ. Quan trọng là chúng ta có yêu quý những người kém may mắn, những người yếu thế hay không. Nếu chúng ta yêu quý những người kém may mắn, những người yếu thế thì chúng ta hãy dốc hết tâm chúng ta làm để mà gắng cố gắng đừng làm sai. Và đó là cái điều mà Sang luôn quan niệm để mà chung tay cùng với lại cộng đồng chia sẻ đến với những người yếu thế, bà con mình. Cho nên thì rất là nhiều cô chú anh chị có khuyên nên nhận lại tiền. Thì Sang cũng nói là để khi nào mà Sang xin giấy phép, giấy tờ nó đầy đủ thủ tục, Sang làm theo cái nghị định 93 của chính phủ đưa ra thì nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà Sang phải mất thời gian nó rất là lâu để mà Sang làm cái việc này. Thì trong cái thời gian đó thì chờ đợi nó thì Sang cũng phải vận hành để cứu bà con, chứ Sang không bỏ bà con bằng chính đồng tiền của mình là vậy. Thưa quý vị, một cái thông tin rất là quan trọng Lê Thanh Thiện vừa được anh Tám Sang, Apple Sang chia sẻ. Ngoài cái tâm của anh và những người cộng sự, bây giờ đây anh đã không còn nhận cái tiền mà từ cái sự chung tay của Mạnh Thường Quân. Đó là cũng là một cái lý do mà anh đưa ra rất là chính đáng. Lê Thanh Thiện cũng là người làm từ thiện giống anh, chắc chắn sau cái ngập hôm anh Tám hôm nay, Lê Thanh Thiện cũng sẽ học ở anh cái việc làm này để mà có những cái sự phù hợp nhất định. Dạ thưa anh Tám, thì anh đã có cái quyết định là không nhận tiền từ Mạnh Thường Quân để làm từ thiện, mà anh xuất phát từ những cái thu nhập của mình. Thì từ tháng nào vậy thưa anh? Chính xác đó là từ tháng 11, là cuối tháng 11 mình đã, cuối tháng 10 mình đã thông báo mình cập nhật cái danh sách thu chi của Mạnh Thường Quân hàng tháng. Dạ. Rồi cập nhật đó là mình có thông báo ở tháng 10, mình nói là bước qua cái tháng 11 trở đi là Sang sẽ không nhận nữa. Yeah. Sang sẽ làm bằng chính đồng tiền mình lãnh được của YouTube, cũng như là đồng tiền mình làm ăn bên ngoài để đổ vô để giúp. Nếu có nhiều mình giúp nhiều, có ít thì mình giúp ít, nhưng mà mình không ngừng cái con đường thiện nguyện này. Em vô máu mình rồi. Vậy thì em cũng rất là vui khi mà nghe anh thông tin rằng thật ra em biết rồi, nhưng mà em hỏi để cho có cái việc mà em sắp làm tới đây là anh đã không nhận tiền từ đầu tháng 11. Tuy nhiên em thành thật xin lỗi anh vì em có được hai Mạnh Thường Quân cũng qua em muốn gửi đến từ thiện của anh. Số tiền nó cũng không lớn, nhưng mà họ gửi từ tháng 5 lận. Tuy nhiên nó bị dính vô dịch bệnh, em cũng không có gặp được anh trong suốt cái thời gian đó. Và hôm nay em gặp anh thì em xin phép anh, đây là cái số tiền mà nó đã xảy ra từ tháng 5 chứ không phải là mới đây. Cho nên anh thương em, anh nhận giùm em số tiền này là 8.300.000 của hai Mạnh Thường Quân đã gửi cho em từ khoảng tháng 5 đến tháng 6, mà vì dịch bệnh em không có thời gian để em gặp anh để em đưa. Thì em rất là mong anh nhận và xem đây là cái số tiền nó trước cái thời điểm mà anh đã có sự quyết định rất là đúng về việc mà làm theo cái tim anh, là làm từ thiện bằng chính cái thu nhập của mình. Em xin trân trọng gửi anh Tám 8.300.000 cái tiền này. Thì trước tiên Sang cho Sang gửi lời cảm ơn hai cái gì mà anh Thường Quân này trong cái số tiền 8 triệu đồng này. Thì Sang cũng nói cho rõ trên cái vấn đề này. Thật ra khi Thiện mà gọi cho Sang nói không có Mạnh Thường Quân gửi tiền, Sang đã từ chối, Sang không có nhận. Thì Thiện nói anh ơi, cái tiền này của người ta gửi cho Thiện ở tháng 5, cho nên thì nhờ anh nhận giúp giùm em để không thôi mất công mà em sợ người ta buông. Thì đó, thì cái việc mà tiền bạc mà quý vị cũng biết rồi, nó rất là nhạy cảm. Cho nên thì Sang nhận lời Thiện để Sang nhận cái tiền này để cho Thiện làm tròn cái trách nhiệm với lại cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì người ta đã nhờ Thiện thì Thiện đem đến, nhưng mà do cái vấn đề dịch bệnh quá, thực sự trong cái thời điểm đó chính Sang không thể nào mà ngờ tới mình sống ở trên cái đất Sài Gòn này 50 năm rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình nhìn cái cảnh Sài Gòn mà nó vắng như là một cái gọi là một cái
vắng nhưng mà không một bóng người, mà kêu là vắng như bãi tha ma luôn vậy đó. Mà mình chạy trên đường á, mình rớt nước mắt luôn á. Chạy trên đường không thấy một người nào, chỉ có mình với những cái bệnh nhân thôi. Cho nên là trong thời điểm đó là khó chấp được cái việc mà đi tới luôn, cũng như là tôi tiện không thể nào mà đem cái tiền này đi tới được cho Sang đó. Mà trong thời điểm đó muốn liên lạc với Sang rất là khó. Một ngày Sang mới tiếp nhận biết bao nhiêu ca, bao nhiêu cái cuộc điện thoại, không thể nào mà nghe được. Nhiều khi mà tới nay Thiện nó điện lại thì Sang mới đọc lại cái tin nhắn, thì cũng tin nhắn cũng mấy tháng rồi, bữa nay mới gặp tin nhắn. Cho nên Sang xin phép nhận cái tiền này để cho Thiện nó có cái sự mà rõ ràng với lại dạ, cô chú anh chị. Em cảm ơn anh Tám rất là nhiều. Thì Sang nãy cũng đã nói, Sang làm bằng chính đồng tiền túi mình, bằng cái sức lực nhỏ bé của mình để đóng góp cùng với lại bà con của bác mình ở tại Sài Gòn nói riêng, cũng như là các tỉnh, để mà hỗ trợ về cái lực lượng tiếp cứu và loại mà cái vấn đề phản ứng nhanh, lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ về Covid. Dạ. Sang ráng cố gắng để mà thực hành trong khả năng nhỏ bé, sức lực nhỏ bé của mình thôi. Dạ. Thì qua đây thì Sang cũng xin mượn cái kênh của em Lê Phương Thị để gửi lại cái thông điệp, gửi lại cái thông điệp cho bà con cô bác mình, để nắm rõ trong cái vấn đề tâm lý. Tâm lý nó rất là quan trọng, tại vì sao hiện tại mà tính tới thời điểm này Sang tiếp nhận những cái ca tử vong rất là nhiều, mà trong đó là bà con mình đa phần dẫn đến tử vong là hoảng loạn, thậm chí có vấn đề tự tử khi mắc phải Covid. Sang đã chứng kiến, Sang chạy hết tốc độ, mở còi hụ để mà chạy tới nhà bệnh nhân. Mình cầm điện thoại, thằng lính ngồi kế bên cầm điện thoại cho mình nghe, nói chuyện người nhà, mình hướng dẫn các cách sơ. Mà trong điện thoại thì người nhà thì hét trong nước mắt. Mình ở đây thì mình xót ruột, mình chạy tới nơi đó, họ tử vong, họ tự cắt nhượng họ để họ chết, để họ không, họ nghĩ rằng họ chết rồi, họ không lây nhiễm cho gia đình của họ. Rất là đau thương. Có nhiều trường hợp họ tự nhốt mình ở trong nhà, họ khóa cửa luôn đó. Có những cái ca mà họ khóa cửa mà bên lực lượng công an phải nhờ Sang tới, thì những cái ca đó là không ai dám đụng vô. Nó cái tỷ lệ mà nó khi mà người mất ra cái nồng độ Covid, họ lan tỏa ra ngoài nó rất là mạnh, cho nên ai không ai dám lại gần. Còn nếu như mà bây giờ Sang mà với lại mấy anh em của Sang mà ngại về vấn đề đó thì bỏ người mất thì cũng tội họ. Nói gì nói, họ cũng là người dân tộc của mình. Đau lắm. Tới mà Sang với lại mấy anh em với lại bên lực lượng á, là lực lượng hỗ trợ giữ an ninh, bên mấy anh em phải cắt cửa sắt, dùng máy cắt cửa sắt để len lỏi được vô trong để mà đưa cái xác đó ra, mới đem xác của họ đi. Có nhiều cái trường hợp thì nó liên quan đến vấn đề tâm lý, thì Sang khuyên rằng là con mình hãy gắng cố gắng mình giữ tâm cho nó bình, giữ tâm cho nó an, thì chúng ta có thể vượt qua những cái khó khăn. Giống như trên đoạn đường đi của chúng ta đi ngang cái đầm lầy, cái vùng lầy, thì quý vị hãy tin Sang chắc rằng cái đầm lầy nó sẽ không đi hết con đường, nó chỉ một đoạn nào thôi. Chúng ta gán bình tâm để mà xoay sở ứng phó, làm sao mà để chúng ta đừng trọt chân xuống dưới vũng bụt, chúng ta sẽ không té đâu. Khi mà chúng ta bình tâm chúng ta sẽ không té. Cho nên khi mà chúng ta bị mắc phải Covid, bà con hãy nghe Sang là bình tâm. Nó đầu tiên là chúng ta phải cần là cái số điện thoại hotline để cần hỗ trợ y tế. Chúng ta phải thường xuyên cập nhật những cái đầu số hotline đó để chúng ta chia sẻ những cái gì mà chúng ta gặp phải khó khăn, để chúng ta có thể là vượt qua hết tất cả. Mà bà con không được hoang mang, không được suy sụp tinh thần. Từ cái chỗ hoang mang suy sụp tinh thần nó dẫn đến mà những cái hậu quả đáng tiếc để mà xảy ra. Cho nên thì Sang chỉ khuyên bà con hãy gắng cố gắng, chúng ta bình tâm là tâm chúng ta sẽ an, mà tâm chúng ta sẽ an là chúng ta sẽ vượt qua được cái đoạn đầm lầy, rồi chúng ta sẽ đi được trên con đoạn đường thẳng. Đó là những gì mà Sang muốn thông qua cái kênh của em Lê Thân Thị để mà gửi lời đến cho bà con cô bác. Vâng, thưa quý vị, đó cũng là một thông điệp mà anh Tám Sang, hội thiện nguyện BDS, một người có cái trái tim ấm và nhân hậu đã chia sẻ với chúng ta. Nó vô cùng quan trọng. Em xin thay mặt cộng đồng xin kính chúc anh chị, gia đình và những người cộng sự của mình luôn gặp nhiều điều mà hạnh phúc may mắn nhất, luôn bình an và khỏe mạnh, đi mãi trên con đường thiện nguyện để hàng triệu người sẽ tiếp tục có cơ hội được hội thiện nguyện của mình giúp đỡ.
xin cảm ơn anh đã dành thời gian, dù anh rất là bận rộn nhưng vẫn dành cho em những cái giây phút rất là quý báu này để em có cơ hội đưa hình ảnh đến của anh lan rộng đến với mọi người. Xin chào anh. Lên hiện xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Một lần nữa kính chúc mọi người luôn được bình an và hạnh phúc ạ.